Ngay từ ngày đầu tiên của tháng 8, hàng loạt quy định mới ảnh hưởng đến công chức cấp xã đã chính thức có hiệu lực. Cùng điểm lại toàn bộ chính sách mới ảnh hưởng đến đối tượng này tại video này nhé. Thứ nhất, chỉ còn 6 chức danh công chức cấp xã. Cụ thể, theo khoản 2 điều 5 Nghị định 33 năm 2023, công chức cấp xã gồm 6 chức danh sau đây: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Văn phòng Thống kê, Địa chính Xây dựng, Đô thị và Môi trường với các nơi là phường, thị trấn, hoặc là Địa chính Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường với các nơi là cấp xã, Tài chính Kế toán, Tư pháp Hộ tịch, Văn hóa Xã hội. Như vậy, theo quy định này, chính thức không còn chức danh công chức là trưởng công an xã bởi đã bố trí công an chính quy. Thứ hai, nhiều nơi được tăng số lượng công chức cấp xã. Nội dung này được quy định cụ thể tại khoản 2 điều 6 Nghị định 33 năm 2023. Theo đó, công chức cấp xã được tăng thêm số lượng tại các địa phương có quy mô dân số, diện tích tự nhiên lớn hơn so với tiêu chuẩn thông thường. Cụ thể, phường thuộc quận cứ tăng thêm đủ 1/3 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm một công chức. Xã cứ tăng thêm đủ 1/2 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm một công chức. Xã tăng thêm đủ 100% mức quy định về diện tích tự nhiên thì được tăng thêm một công chức. Trong đó, quy mô dân số được tính cả những người thường trú và tạm trú, diện tích tự nhiên tính đến ngày 31 tháng 12 hàng năm để xác định số lượng tăng thêm của công chức cấp xã. Ngoài ra, số lượng công chức cấp xã có thể thấp hơn 18 người hoặc cao hơn 22 người, nhưng không được vượt quá tổng số lượng công chức cấp xã của cả huyện đã được giao trước đó. Thứ ba, công chức xã không cần phải có chứng chỉ tin học. Cụ thể, tiêu chuẩn công chức cấp xã chỉ gồm độ tuổi đủ 18 trở lên, trình độ giáo dục phổ thông, tốt nghiệp trung học phổ thông, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh hoặc theo quy định khác. Riêng công chức là chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, thực hiện theo pháp luật chuyên ngành về quân sự. Như vậy, so với quy định cũ tại khoản 1 điều 1 thông tư 13 năm 2019 của Bộ Nội vụ, yêu cầu về trình độ tin học đã không còn được đề cập đến. Đồng thời, chức danh công chức chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã cũng được tách riêng tiêu chuẩn so với các tiêu chuẩn chung của chức danh công chức còn lại. Thứ tư, thay đổi trong việc tuyển dụng công chức cấp xã với 4 quy định mới sau đây. Một là bổ sung đối tượng được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 là đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Từ đủ 24 tháng trở lên đã được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Hai là bổ sung trường hợp không phải thi vòng 1 trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã nếu đã đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào. Ba là sửa quy định về thời gian tập sự của công chức cấp xã. Cụ thể, thay đổi căn cứ tính thời gian tập sự của công chức cấp xã từ theo loại công chức sang theo trình độ đào tạo như sau. Công chức có trình độ đại học trở lên thì phải tập sự 12 tháng. Công chức có trình độ dưới đại học thì phải tập sự 6 tháng. Chức danh chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thì không phải tập sự. 4 là quy định riêng các đối tượng được tiếp nhận vào công chức cấp xã gồm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang gồm quân đội, công an, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải công chức, người thôi giữ chức vụ cán bộ xã trừ trường hợp bị bãi nhiệm, người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được điều động, luân chuyển giữ vị trí công tác không phải cán bộ, công chức. Thứ 5, không đủ tiêu chuẩn sẽ nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế. Theo đó, những người đang giữ chức danh công chức cấp xã mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh này thì sẽ có thời hạn 5 năm để đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Nếu hết thời hạn này, tức là đến mùng 1 tháng 8 năm 2028, công chức cấp xã chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì sẽ phải nghỉ hưu nếu có đủ điều kiện hoặc sẽ thực hiện tinh giản biên chế. Đồng thời, trong thời gian công tác, nếu công chức cấp xã có thay đổi trình độ đào tạo phù hợp với chức danh đang đảm nhiệm, đã được cấp bằng tốt nghiệp và chưa được xếp lương theo trình độ đào tạo mới trước ngày 1 tháng 8 năm 2023, thì được xếp lương theo trình độ đào tạo mới từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Trên đây là toàn bộ chính sách mới ảnh hưởng đến công chức cấp xã từ 1 tháng 8 năm 2023. Để cập nhật các quy định mới nhất, hãy bấm đăng ký ngay kênh của Luật Việt Nam và bật chuông thông báo bạn nhé. Đặc biệt, để nhận được quyền lợi tư vấn miễn phí, bạn xem video có thể đăng ký để trở thành hội viên thân thiết của chúng tôi.